Anh em xin kính chào khách. Và bây giờ đang là buổi chiều tối ngày 22 tháng 12 năm 2019. Thế nên xin trân trọng giới thiệu một bức tranh siêu phẩm, bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, kích thước siêu khủng 2,5m, rộng 1,3m, và một bộ nội thất Sập Ngũ tủ chè. Thầy Luân đã và đang chuẩn bị bàn giao và lắp đặt và đúng không gian phòng khách của gia đình anh Thành Công ở phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây là một siêu phẩm bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, toàn bộ được làm bằng chất liệu là gỗ gụ mật và đường nét đục chạm là đục tay 100%, và đã được Thành Luân hoàn thiện xong phần mộc và đang chuẩn bị treo cho anh Công, gia đình anh Công ở phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, bức tranh Vinh Quy Bái Tổ gỗ gụ dày 7 phân, đục tay 100%, toàn bộ đường nét đục tay 100%, và tích rất là đủ tích theo yêu cầu của anh Công. Phía trong này là bộ Sập Ngũ tủ chè, Thành Luân đã kê vào đúng không gian phòng khách, rất là đẳng cấp Sập Ngũ tủ chè. Và ngoài bộ tranh ra còn đôi cá chép bằng gỗ hương đá Nam Phi. Đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Vì phía trong này đây là bộ Sập Ngũ tủ chè, Thành Luân đã hoàn thiện và khoan xong bộ nội thất phòng khách cho gia đình anh Công. Đây là chiếc tủ chè đục tích là mai điểu, cánh khảm văn vương cầu hiền, khảm ốc đỏ Singapo và bệ đục tứ linh dày 8 phân, và một chiếc sập Ngũ Phúc Tùng Lộc 1m8 x 2m2, toàn bộ ván mặt là dày 3 phân, cái sập này rất là khủng, mặt dày 3 phân. Và đây bức tranh đã được treo vào đúng không gian phòng khách của gia đình nhà anh Công, cùng với một bộ tranh tứ quý và ngư tiều canh mục, vừa là tứ quý vừa là tứ dân, rất là đẹp, rất là khác biệt so với cái hàng phổ thông. Bức tranh tứ quý dày 5 phân, kích thước là 40 x 1m27, và bức tranh Vinh Quy Bái Tổ 2,5m, rộng 1,3m, và một đôi cá chép dày 7 phân, ngang 50, cao 1,27m, đã được đồ gỗ Thành Luân kê vào đúng không gian phòng khách của gia đình nhà anh Công. Một trong những tuyệt phẩm được những bàn tay vàng của thợ đồ gỗ Thành Luân chế tác, trong một tuyệt phẩm Vinh Quy Bái Tổ rất là đẹp. Và các bạn nào có muốn sở hữu một trong những bộ tranh Vinh Quy Bái Tổ đẹp giống như này thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số điện thoại, hoặc nhắn tin vào Zalo là 0972770888 và 0967110389. Đôi cá chép, một bức tranh và một bộ tứ quý, một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ giống như này thì Thành Luân bán với giá là 70 triệu, và một đôi cá chép là 20 triệu. Và Thành Luân cũng báo giá công khai luôn để cho các bác nắm được cái giá để cân đối tài chính. Thành Luân bán cho anh Công cái bộ tranh này là 70 triệu, đôi cá chép là 20 triệu. Tất cả đường nét đục chạm thì vô cùng là đẳng cấp, đục tay 100%, kênh bong ngoài móc. Và phía bộ tranh tứ quý này cũng vậy. Xin chào các bác. Đây là bộ tranh tranh tứ quý đây. Đây tranh tứ quý, và bộ tranh tứ quý này có tích là ngư tiều canh mục và tứ quý tùng cúc trúc mai, tức là hoa lở bốn mùa, ngang là 37, cao 1m27, dày 5 phân, và Thành Luân bán với giá là 25 triệu cho gia đình anh Công. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ gụ mật 100%. Ngư tiều canh mục, vừa là tứ quý vừa là tứ dân, có tích là ngư tiều canh mục. Tất cả các cái nét đục là đục tay 100%. Do quay ánh sáng ở trong nhà mà ánh sáng chưa thực sự được tốt lắm, nhưng mà cũng rất là đẹp rồi. Và bác nào muốn biết hình ảnh chi tiết và rõ nét hơn có thể liên hệ với Thành Luân vào Zalo theo hai số điện thoại Luân ghi trên mình đây. Các bác có thể nhắn tin vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết rõ nét hơn để các bác xem. Đấy, toàn bộ phòng khách của gia đình nhà anh Công đã được Thành Luân lắp đặt và bàn giao xong. Đấy, một số các cái sập, các cái đồ mini Thành Luân cũng đặt lên trên, rất là đẹp. Rất đẹp. Ở phía trong kia là anh Công, đội mũ kia, các chủ nhà.
Và khi đã kê vào đúng không gian phòng khách rồi đây, rất là tuyệt đỉnh. Chiếc sập này là kích thước là 1m8 x 2m2. Và đôi cá chép dày 7 phân đục tay. Và chiếc tủ chè cánh cong. Không còn gì để mà chê, quá đẳng cấp, quá đẹp. Và mọi thông tin chi tiết, quý khách có nhu cầu đặt hàng liên hệ ngay với Thành Luân theo số điện thoại Thành Luân ghi ở trên mình đây. Hoặc quý vị có thể gửi tin nhắn qua Zalo, Viber. Hoặc các bác có thể truy cập trực tiếp vào Facebook fanpage Đồ Gỗ Thành Luân để xem cũng như là cập nhật những hình ảnh mới nhất chúng tôi up lên hàng ngày. Và xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip sau.